Hi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Cố vấn Pháp lý Official, kênh chia sẻ kiến thức pháp luật dành cho mọi người. Thì trong video ngày hôm nay, mình sẽ trao đổi với các bạn liên quan Thì trong video ngày hôm nay, mình sẽ trao đổi với các bạn một số vấn đề liên quan tới thời điểm tăng lương hưu. Nếu như mà bạn cảm thấy nội dung video này hay cũng như là bổ ích thì hãy để lại cho mình một like cũng như là một đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đi vào nội dung chính của video ngày hôm nay. Thì lương hưu tăng mấy lần có lẽ là thắc mắc của rất nhiều người, đặc biệt là người lao động đã về hưu. Sau đây sẽ là câu giải đáp cho vấn đề này. Nhiều người lao động nghĩ rằng mức lương hưu sẽ không tăng, nhưng trên thực tế, mức lương hưu sẽ được điều chỉnh tăng định kỳ theo chỉ số giá tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế tùy thời điểm để bảo đảm có lợi nhất cho người lao động đã về hưu. Từ năm 1995 đến nay, chính phủ đã thực hiện 23 lần điều chỉnh mức lương hưu. Trong những năm gần đây, mặc dù kinh tế xã hội gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng lương hưu vẫn được điều chỉnh tăng với mức tăng là 12,5% hoặc là 20,8% bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2023 vừa qua. Từ năm 1995 đến nay, trung bình lương hưu hơn một năm sẽ được điều chỉnh một lần. Như vậy sẽ không có câu trả lời chính xác lương hưu tăng mấy năm một lần. Thông thường, lương hưu được điều chỉnh tăng mỗi năm một lần. Riêng giai đoạn năm 2019 đến năm 2022 thì do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên việc tăng lương hưu được hoãn lại. Vừa qua, Quốc hội đã ban hành nghị quyết số 104 năm 2023 của Quốc hội khóa 15 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. Một trong những nội dung quan trọng được đề cập tại nghị quyết này là thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương, tăng lương hưu, trợ cấp ưu đãi người có công. Theo đó, nghị quyết nêu rõ, từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo tinh thần của nghị quyết số 27 năm 2018 của Trung ương. Nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương bảo đảm từ nguồn cải cách tiền lương tích lũy của ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và một phần bố trí trong dự toán chi cân đối ngân sách nhà nước. Đồng thời điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và một số chính sách an sinh xã hội đang gắn liền với lương cơ sở. Như vậy, theo tinh thần nghị quyết của Quốc hội thì lương hưu sẽ được điều chỉnh tăng từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Tuy nhiên, để xác định được lương hưu năm 2024 sẽ tăng bao nhiêu phần trăm còn phải chờ có văn bản quy định chi tiết của chính phủ. Lần gần nhất chính phủ quy định tăng lương hưu là từ ngày 1 tháng 7 năm 2023 với mức tăng thêm 12,5% đối với những người hưởng lương hưu đã được điều chỉnh lương hưu vào năm 2022 hoặc tăng thêm 20,8% đối với những người hưởng lương hưu chưa được điều chỉnh lương hưu vào năm 2022. Sau khi điều chỉnh, vừa có mức hưởng thấp hơn 2,7 triệu đồng một tháng thì được tăng thêm 300.000 đồng một tháng. Nếu có mức lương hưu từ 2,7 triệu đồng một tháng đến dưới 3 triệu đồng một tháng thì được tăng lên bằng 3 triệu đồng một tháng. Như vậy là mình vừa trao đổi xong với các bạn một số vấn đề liên quan tới thời điểm tăng lương hưu. Nếu như mà bạn cảm thấy nội dung video này hay cũng như là bổ ích thì hãy để lại cho mình một like cũng như là một đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Và nếu như mà bạn có những thắc mắc liên quan tới vấn đề này hoặc những vấn đề pháp lý khác thì có thể để lại câu hỏi ngay bên dưới phần bình luận để trao đổi trực tiếp với mình nhé.